Dạ thưa sư, hôm trước con nghe sư giảng là làm việc nhận lương chui sai pháp luật nước kia là phạm giới nói dối, thì con thấy không có đối tượng mình phạm giới. Trong trường hợp đó, nếu mình vi phạm luật giao thông thì có phạm giới không ạ? Con xin cảm ơn sư. Cái đối tượng mà mình phạm giới xong có, đó là cái quy định của nhà nước, đơn giản vậy thôi. Giống như mình chạy xe đó, mà mình lúc nào mình cũng nghĩ về cái luật á, thì tự nhiên là mình không có vi phạm. Còn khi mình vi phạm thì tự nhiên là cái nghiệp và quả của nghiệp nó chạy theo mình. Có những chuyện á, sư luôn luôn nhắc nhở cho quý vị á, đó là gì? Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Nhớ giùm sư như vậy. Khi mà mình nhớ điều đó thì tự nhiên là mọi chuyện nó rõ ràng. Sư lấy ví dụ nha. Mình chạy xe đi. Con đường á, quy định là mình chạy 50 cây số một giờ, mà mình chạy 60 cây số một giờ, thì mình chạy quá tốc độ như vậy á, thì nó rơi vào cái gian dối. Nó rơi vào cái gian dối. Tức là con đường đó lẽ ra là 50, mình chạy 60 là mình có cái sự gian dối trong đó. Nhưng mà bây giờ mình thiếu một cái thiếu cái đối tượng, tức là nói rồi người ta tin, tức là mình làm người ta tin. Nhưng mà mình chỉ cần biết là cái tâm lý mà mình coi thường những quy định, những cái luật lệ, bản thân tâm lý đó nó đã là bất thiện rồi. Cái tâm lý mà tìm kẻ hở, tìm chỗ trống, bản thân nó đã là bất thiện rồi. Thì áp dụng cho tất cả các trường hợp, ngay cả khi mình không phạm giới thì mình vẫn tạo nghiệp như thường. Khi đó thì dù cho pháp luật họ không biết để mà họ truy tố, thì cái nhân quả thì mình cũng phải chịu thôi. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.